ngày 15 tháng 6, Thánh Germany Cosin. Ngài sinh năm 1579, mất năm 1601. Thánh Germany là một thiếu nữ quê mùa ở làng Pibrac gần Tolosie. Cha là Lawrence Cosin, nông gia, và mẹ bà là bà Maria La Roche. Mẹ cô mất ngay từ khi cô còn thơ ấu. Vì mẹ mất sớm nên ngài phải lớn lên trong hoàn cảnh đau khổ, vì bị người cha ghét bỏ và người mẹ ghẻ thật tàn nhẫn. Vì không muốn Germany chung đụng với con riêng của mình, bà mẹ ghẻ bắt Germany phải ngủ trong chuồng súc vật hoặc dưới gầm cầu thang, lúc nào cũng phải làm việc trong khi ăn uống rất kham khổ. Ngay khi 9 tuổi, Germany đã phải đi chăn cừu. Bất kể những lao nhọc và bất công trong đời sống, Germany vui lòng chấp nhận mọi sỉ nhục. Cô thích đi chăn cừu vì đó là cơ hội để cầu nguyện và chuyện trò với Thiên Chúa. Germany rất đạo đức và siêng năng tham dự thánh lễ. Mỗi sáng khi nghe chuông đổ, dù đang chăn cừu, cô vội vã cắm cây gậy xuống đất và chạy ngay đến nhà thờ, phó thác đàn cừu cho sự chăm sóc của các thiên thần. Chưa bao giờ đàn cừu bị nguy hại vì sói rừng khi vắng mặt cô, dù ở cạnh khu rừng. Người ta kể rằng có lần cô đã đi trên mặt nước chạy băng qua sông để kịp dự lễ. Germany quá nghèo để có thể chia sẻ vật chất cho người khác, nhưng tình yêu tha nhân của cô luôn luôn được thể hiện qua sự giúp đỡ bất cứ ai cần đến cô, và nhất là các trẻ em trong làng là những người được cô dạy cho biết kính sợ Thiên Chúa. Vào lúc ấy, sự thánh thiện của Germany bắt đầu được dân làng chú ý, nhưng điều này cũng không giúp thay đổi gì tình trạng của cô trong gia đình. Thật vậy, cô bị trừng phạt vì chia sẻ thức ăn cho người ăn xin. Có lần vào mùa đông, bà mẹ ghẻ nghi ngờ cô giấu miếng bánh trong vạt áo, nhưng khi mở ra, bà chỉ thấy những bông hoa thật đẹp của mùa hè rơi xuống. Gia đình bắt đầu nhận ra sự thánh thiện của cô và mời cô vào sống ở trong nhà, nhưng Germany xin được tiếp tục cuộc sống như trước. Năm 1601, khi cô 22 tuổi, người ta tìm thấy cô nằm chết trên đống rơm dưới gầm cầu thang. Thi hài của cô được chôn trong nhà thờ ở Pibrac. 40 năm sau, năm 1644, khi tân trang nhà thờ, các người thợ vô tình khai cuộc mộ của cô và người ta tìm thấy xác của cô vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi được trưng bày cho mọi người kính viếng trong một năm trời, thi hài của cô được chôn cất trong gian cung thánh. Thi hài tinh tuyền và nguyên vẹn của thánh nữ Germany Cosin đã được gìn giữ gần 200 năm, đã bị hủy hoại một cách dã man trong thời kỳ cách mạng Pháp năm 1795. Hiện nay, chỉ còn lại ít xương cốt được giữ trong bức tượng thánh nữ, trong y phục bằng vải ren quý giá. Bức tượng này có thể được nhìn thấy qua những cửa sổ theo kiểu Gothic, trong một nhà mồ bằng vàng trang hoàng lộng lẫy, có hình một nhà thờ nhỏ. Trên nóc có một bức tượng nhỏ của người thiếu nữ với bầy chiên nhỏ. Hơn 400 phép lạ đã xảy ra nhờ lời cầu bầu của cô. Tiến trình phong thánh cho cô được khởi sự từ năm 1700, nhưng vì cuộc cách mạng Pháp, tiến trình này đã bị đình trệ. Mãi cho đến năm 1864, cô được Đức Giáo Hoàng Pius thứ 9 tôn phong chân phước ngày 7 tháng 5 năm 1864. Và 4 năm sau, chính Đức Giáo Hoàng Pius thứ 9 lại nâng cô Germany Cosin lên bậc hiển thánh ngày 29 tháng 6 năm 1869 và đặt làm quan thầy của các thiếu nữ ở thôn quê. Vị thánh nhỏ khi sinh thời đã bị ngược đãi và quên lãng, nhưng sau khi qua đời lại được cả thế giới yêu mến và tôn kính, đặc biệt là tại làng Pibrac. Vào dịp lễ kính thánh nữ vào ngày 15 tháng 6 hàng năm, nhiều đoàn tín hữu hành hương đông đảo tuôn về ngôi Dương Cung Thánh Đường để tổ chức những nghi lễ tôn kính thánh nữ.